Thưa quý vị, sau khoảng 6 tháng xuất hiện dịch tả lợn châu Phi đã khiến cho hơn 4 triệu con lợn ở 62 trên 63 tỉnh thành phải tiêu hủy. Phía sau những con số này là những khoản nợ chồng chất mà người nông dân đang phải oằn mình gánh chịu. Vâng, và niềm hy vọng và chia sẻ lớn nhất lúc này với những hộ chăn nuôi chính là nguồn tiền hỗ trợ lợn tiêu hủy của nhà nước. Tuy vậy, không ít người dân lại đang rất bức xúc vì sự lúng túng, chậm trễ của một số chính quyền cơ sở. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC16 tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, nơi chính quyền đang lúng túng với hướng dẫn lợn bị dịch tả lợn châu Phi nếu tiêu hủy sau 48 giờ sẽ được hỗ trợ hay không được hỗ trợ. Dù việc tiêu hủy lợn bệnh đều do chính quyền địa phương thực hiện và có biên bản thống kê rõ ràng. 4 tháng trước, một con lợn trong đàn bị chết. Ông Hải đã báo lên thú y địa phương và bỏ hơn 500.000 đồng để lấy mẫu đi xét nghiệm. Sau một tuần, mẫu có kết quả dương tính với virus tả lợn châu Phi. Đàn lợn hơn 80 con của ông Hải buộc phải tiêu hủy. Việc tiêu hủy này được cán bộ xã Cao Viên, huyện Thanh Oai cân đo, lập biên bản đầy đủ. Thế nhưng 4 tháng sau, chính quyền xã thông báo gia đình ông tạm thời nhận chưa đầy 3 triệu đồng tiền hỗ trợ. Trong khi số tiền mà xã thống kê trước đó lên tới hơn 110 triệu đồng. Quá bức xúc, ông Hải chưa nhận tiền hỗ trợ. Ở trên bảo là bây giờ là cái số mà chưa giả họ giữ lại là hủy sau 48 tiếng. Thế nhưng sự thực bây giờ như gia đình tôi là tính từ cái lúc mà có kết quả cho tới cái lúc mà cán bộ mang kết quả đưa cho đến báo gia đình nó đã lên tới 72 tiếng rồi, tức là có 3 ngày 3 đêm rồi. Thế thì làm sao mà bây giờ nói mà thực sự ra mà nói bây giờ bảo quá 48 tiếng thì cái đấy chúng tôi là người dân có biết cái việc ý đâu, có biết là quá 48 tiếng mà hết hạn đâu. Còn cái việc này hủy tiếp thế nào thì là do ở trên người ta chỉ đạo thôi. Chúng tôi là dân chúng tôi chỉ biết nghe thôi. Tại xã Cao Viên có tới 139 hộ chăn nuôi có tên trong danh sách chi trả với tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng. Thế nhưng chỉ có 113 hộ được chi trả toàn bộ. Số còn lại 26 hộ chỉ được chi trả một phần số tiền hỗ trợ. Hiện vẫn còn 1,7 tỷ đồng, xã này chưa chi trả với lý do lợn quá thời hạn tiêu hủy 48 giờ, theo hướng dẫn của ngành thú y. Như bản thân của tôi là gần 170 triệu thì giả được có 40 triệu. Còn những hộ khác thì có thể là 100 triệu thì đưa được có 10 triệu, nhưng người ta không nhận. Chính quyền các cấp lý giải là hủy lợn sau 48 tiếng thì chúng tôi không có nghe thế nào là sau 48 tiếng cả. Thì muộn hay sớm là do ban tiêu hủy của xã, của huyện cùng với các cơ quan có chức năng. Chúng tôi là những người dân, chúng tôi chỉ muốn hỏi rằng là chúng tôi sai điều gì, chúng tôi làm gì sai mà lại giữ tiền của chúng tôi lại không hỗ trợ nữa chúng tôi, mặc dù chúng tôi lúc này là rất khó khăn. Cái việc mà tự hủy xã đi, hủy gì, có đoàn hủy lợn của xã đến là cân đong đo đếm và những con lợn đã đều vẫn là còn khỏe, chưa đã chết mà đều là khỏe cả, và phải đánh điện cho lợn chết để mang đi hủy. Mà gia đình chúng tôi là hầu như phải thuê và mượn nhân công, công lực và xe cộ chúng tôi tự trả tiền tất. Thì tôi có suy nghĩ cái việc này là không biết là cũng mập mờ là do vấn đề gì mà chậm chi trả tiền lốt của chúng tôi như thế. Theo những hộ dân này, số tiền vài chục, thậm chí là vài trăm triệu đồng trên một hộ, nếu được hỗ trợ thì cũng chỉ đủ để chi trả phần nào số nợ mà họ đang phải gánh chịu. Còn phần lớn tài sản thì đã bị dịch tả lợn châu Phi xóa sổ. Dù đã nhiều lần kiến nghị phản ánh đến chính quyền xã Cao Viên và huyện Thanh Oai, thế nhưng 2 tháng nay, câu trả lời mà người dân nhận được chỉ là chờ đợi để huyện Thanh Oai xin ý kiến hướng dẫn của các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội. Vâng, thưa quý vị, trước sự lúng túng với hướng dẫn phải tiêu hủy đàn lợn trước 48 giờ của ngành thú y, nhiều người chăn nuôi ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai đang cảm thấy chính sách hỗ trợ quá nhiều khê khiến 1,7 tỷ đồng của 26 hộ chăn nuôi bị giữ lại. Vậy thì hướng giải quyết những vướng mắc trên được chính quyền huyện Thanh Oai vào cuộc như thế nào? Những nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong bản tin thời sự ngày mai. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Trong chăn nuôi,